Trời ơi, có chơi lóc nè. Tôi lụm mà nghe. Biết có ai đâu mà tôi lụm mà. Trời, nãy giờ không gặp cái hao ở trồng này. Trời ơi, quá trời ngon luôn nè. Trời ơi, quá trời luôn nè. Chị bán nó chợt. Chê nè. Trời ơi, còn hao có chê nè. Cá lóc đồng hả cô? Trời ơi, ngon ghê luôn nè. Trời ơi, cái bộ đồ bà ba này nó nghe là lên ảnh một cái là xuất sắc luôn á. Dạ, người giống người phụ nữ Việt Nam á. Rau dền. Rau dền hả? Còn cái này thì bình bát. Còn cái này thì măng. Này là cô tự hái luôn hả? Dạ. Còn cái đó là gì cô, cây căng hả? Cái này căng. Sáng giờ bán chắc hết rồi nè, thấy còn có mấy cục à, đắt lắm luôn nè. Đúng rồi. Hai chị gái dễ thương nè. Coi Tùng Vlog mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện giờ mình đang có mặt tại chợ Ốc Eo. Giờ này mình đi thì cũng đã khá trưa rồi. Nhưng mình sẽ vào chợ để quay tình hình buôn bán của bà con nha. Rồi cũng như là tìm những cái câu chuyện thú vị gì để gửi đến bà con nha. Bạn nào chưa ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Pha Tùng Vlog thì nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nữa cả nha. Tay trái và tay phải luôn. Ở phía giữa này thì là chỗ giữ xe, mình mới gửi xe đây luôn. Rồi mình sẽ vào chợ nha. Trước này thì mình thấy có khá là nhiều cô chú bán bông hoa nè. Rất là nhiều bông nè. Giờ này mình đi cũng khá là trưa rồi, tầm 9 giờ rồi. Nên bà con mình thấy cũng khá là vắng luôn. Chợ này hơi vắng rồi. Chú này gánh cái gánh bánh nè. Ở đây quá trời nhiều trái cây luôn. Cô ở đây là hai. Ở đây một thấy mình có thấy một xe mít luôn nè mà không thấy chủ quán luôn. Không thấy chủ quán luôn. Này cô chủ đi nghỉ trưa rồi. Hello. Món bánh bò cô. Trời ơi. Bánh bò hút lốt nè, đặc sản của Chi Tôm luôn. Hai bạn con luôn á. Bánh bò hút lốt nè, mà hai cái này nè. Bánh bò hút nha. Cái nhiêu cô? 4 cái 10.000. 4 cái 10.000 ha. Rồi lấy con 4 cái đi, ăn phải chỗ luôn. Ăn đói, cái này đói quá đói rồi. Đói 10 giờ. Ăn tiếp đi. Rồi, con lấy 10.000 trái cho cô nha. Thì cô bên đây bán gì? Bán món chè hả? Rồi đủ bánh luôn nè, bánh chè lợn nè. Con rượu nè, có bán con rượu nè. Con rượu nữa đó. Dạ, cái hôm nay con đi qua là có nhiều bạn nữa luôn. Có nhiều người mua luôn á. Rồi, chúc cô bán hết đi về nha. Rồi, mấy cô bên đây bán tạp hóa nè. Quá trời màu sắc luôn. Quá tập quá trời màu sắc luôn rồi. Quá trời màu sắc luôn rồi. Dạ sao chú? Đừng có quay ông xe ôm. Dạ. Trời, ta kêu mình chạy không kịp luôn á ông hai. Trời ơi. Chứ ai nói chuyện quá trời vui tính luôn rồi. Cái bên tiệm vàng có chiếc xe ôm nha. Rồi, mình đi vào chợ nha. Trời ơi. Cô này bán tập quá nè. Quá trời bạc mẹ. Tiệm hành sáng hả cô? Đa hệ luôn, dạ. Tổng hợp luôn. Nay buôn bán được không cô? Bán đắt lắm. Đắt lắm luôn ha.
giờ này chắc chưa thấy người ta đi chợ đi vắng hả con? Vắng một chút rồi, một chút người ta đông. Ờ, ta đông lại ha. Dạ. Nè, mấy cô đây bán nè. Đó, quá trời luôn. Bộ đồ quá trời đẹp luôn bà hai. Trời ơi, cái bộ đồ bà ba này nó nghe là lên ảnh một cái là xuất sắc luôn á. Đây là y phục của phụ nữ Việt Nam. Dạ, người giống người phụ nữ Việt Nam à. Có đi đám dỗ mà được mặc nè. Dạ. Ờ, nãy giờ không gặp cái hao ếch đồng này. Trời quá trời ngon luôn nè. Trời ơi. Quá đẹp luôn. 53 ngàn. Con. Con này 120. 120 ha. Đó, con mua heo ấy phải một cái hồ. Cái hồ vàng, cái hồ vàng. Một cái hồ về chân giòn. Giòn. Có tiền trong đó luôn. Cô bán cho người đồ luôn nha. Cô, cái tiệm tên gì? Tiệm cô tên Hiền Điều. Hiền Điều. Hai bên mình thấy bán quần áo quá nhiều luôn nè. Đây này có tiệm quần áo nè. Đó, cô chủ ngồi như là tính tiền hay gì nè. Sáng giờ buôn bán được không hả chị? Bán chậm hả? Trời ơi. Tưởng đâu ngồi chắc này ngồi rảnh đếm tiền chứ. Giờ này hình như là cũng chưa hả chị? Giờ này đang chợ sáng thôi. Dạ. Mỗi ngày giờ này là còn đông không? Cũng vậy, nay giờ nó vắng lắm. Vắng lắm hả? Trời ơi. Tưởng đâu ngồi chắc này rảnh là ngồi đếm tiền là dữ lắm rồi nha. Hello chị. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Sáng giờ bán được không chị? Bán chậm. Chậm. Rồi mình sẽ đi đánh trước nè. Trời bà hai. Chào bà hai. Dạ sáng gì buôn bán được bà hai? Dạ lại rai à. Chợ mình chắc này hơi vắng ha bà hai. Dạ chắc này chưa rồi ha. Rồi thấy không, con ghé lại cái có người ủng hộ liền không bà hai? Trời ơi, rồi cảm ơn bà hai luôn. Dạ đó, chị gái lại ủng hộ liền này ha. Vậy là mình có lộc rồi đó. Rồi. Chị gái này mua dầu ăn 2 lít nhiêu tiền cô? Hỏi giùm chị gái luôn. 2 lít thì xài khoảng bao lâu hả chị? Cái này em bán là nhanh lắm. Bán à, mua bán đồ chiên hả? Dạ. Bán ở đâu chị? Bán ngay cua núi nhỏ. Cua nào? Cua núi nhỏ. Cua núi nhỏ. À, đắng đông người không chị? Chiều mới có, anh chiều mới bán. Dạ, mấy chiều. Bán một chiều ha. Đi, có đi ở đó thì ủng hộ vậy luôn. Rồi cảm ơn bà hai, cảm ơn con gái luôn nha. Dạ đó, tiền tập quá của cô nè. Có 4 ngàn đó cô, 64 hả? Đây bánh gì cô? Bánh cúng. Bánh cúng là mua gì cúng hả? Cái tên hả cô? Cái tên gì hả bà hai? Mua ăn ha. Rồi cái này bánh lá lá tre, bánh uống đó. Dạ cô còn nhiêu nữa hết hả? Hết rồi còn nhiêu. Dạ. Rồi, chúng ta người ghé ủng hộ bà hai nè. Cơm đi con. Ủa vậy chứ không phải ông phải lại mua bánh. Chứ nó còn lại phải ăn mua. Dạ. 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 Chị này biết nè. Dạ nhất hộ con đây con. Dạ. Ờ, cô này bán bánh lọt. Trời ơi, bánh lọt mà đủ màu sắc luôn nè. Đây có một đặc. Ủa bánh này. Bánh lọt. Ờ bánh đúc nè, mình thấy có bánh đúc nè. Giờ bánh lọt này tự làm hả? Rau câu nè. Dạ. Cái này hồi xưa là chỗ em là biết đổi gì không? Đổi lúa. Hồi xưa chỗ em phơi lúa, cái có thấy ông bánh lọt đi ngang là đổi ký lúa, là có bánh lọt đi ăn liền. Bây giờ đổi gì? Bây giờ chứ, đổi tiền quá. Đổi tiền. Giờ chứ đổi tiền. Hồi xưa đang phơi lúa, ngâm bánh lọt đi ngang là hốt lúa đổi liền. Vậy mà bán ế mà nghe thấy đợi tự nhiên hỏi chị không mua. Thôi tôi chưa mà hả? Dạ. Vậy là cái thợ của cô là biết đổi lúa phải không? Cô có định đổi lộn không? Rồi, mình sẽ đi đến đi vào chợ này. Mình tìm rất nhiều đông nó. Ở đây mình thấy đây thì mình thấy có rất là nhiều cô bán mỹ phẩm luôn nè. Đó, có nhiều mỹ phẩm luôn nè.
rất là nhiều mỹ phẩm luôn nè. Cơm cháy lá muối con đủ rồi. Đây có sim sa hả cô? Có sim sa. Rồi cho con 2 ly đi. Rồi. Rồi con chào mày. Mình ghé ủng hộ luôn. Nhín cho mày 2 ly á nha. Rồi nhín đây, nhín đây bà ngoại. Mày bán gì vậy? Bán gì đâu. Tao đi chợ chơi quá. Dạ, tao tưởng thằng mày bán bánh tét. Dạ, sim sa ngầu đi ha. Vậy là bánh tét này của cô này luôn hả? Dạ. Dạ. Rồi mình sẽ ghé nè. Tiền sáu để ủng hộ con nè. Rồi con quay bánh hộp cho cô luôn. Dạ. Đó. Trời ơi, ngon quá ngon luôn nè. Đó, nhìn thấy thèm không? Quá trời ngon luôn. Đó. Đâu đó. Tôi không quen đâu, tôi lên lạc, tôi lên mạng, tôi chợ mới thêm rồi đó. Dạ. Mấy chú này quay nha. Lượng, lượng nhân tạo nha. Rồi, ở đây nè, dầu chuối. Dạ, dầu chuối cho thơm. Rồi, giữ đậu thơm. Nhìn quá ngon luôn rồi. Rồi, em uống đi. Dạ. Đó. Rồi uống luôn ơi. Đây là cũng bán tập quá nè, bán đường nước lốt nè, khá là nhiều. Đường hút lốt nè, thấy có đường hút lốt rất nhiều nè. Đi xa thì nè, mình biết như vậy. Đây có đường hút lốt nha. Hai bên đường này mình thấy khá là nhiều rồi, tiệm tạp hóa bán luôn. Ồ, giờ này ngồi đếm tiền rồi hả? Quá đắt rồi. Đó, mình ghé lại cái là có người lại ủng hộ rồi liền nghe không? Con này bán trái cây nè, cũng hết luôn rồi. Ở đây phía bên đây mình thấy có cái cô chảy ở dưới cái mấy lề bán này. Khá là nhiều luôn nè. Rồi mình sẽ tiếp tục đi qua đi rẳng luôn. Chưa rồi, khá là vắng luôn rồi. Cô bán bún nè. Mấy cô bán bánh nè. Rồi chị này bán gần hết luôn rồi, còn mình thấy còn có mấy bọc nó hết luôn rồi nè. Bán quá đắt luôn rồi. Trời, bán đắt quá đắt luôn rồi. Rồi còn cô này thì bán bánh bánh bò nè, rồi xôi nè, xôi mặn á cô. Dạ. Rồi, cô này bán họ bán sợ đau hả cô? Sợ đau chú ơi, dạ. Bị bệnh dịch bệnh gì bán dạ. Thế bán gì quá rồi chú dạ. Ơi mua ghép mua gỏi bánh chuối về đây tiếp mua dạ. Tiếp về đây chuối nè. Bán mấy rau nè. Ôi dưới đây mấy cô này bán hết trơn hả? Hết rồi. Trời, mấy cô bán đắt quá trời luôn hả? Hết rồi luôn rồi. Cái sạn dọn đồ đi về đúng không? Đúng rồi, đi về rồi bán rồi. Về nhà ăn cơm nước nữa được rồi. Rồi. Tạm biệt mấy cô luôn. Ồ, ở đây bán khá là nhiều hàng xén luôn nè. Quá nhiều hàng sáng luôn. Rồi sáng gì buôn bán được không chị? Trời chắc này ngồi rảnh ở đó đúng không? Sáng cũng gái, chưa cũng gái vậy đâu. Trời than thấy thương luôn. Mấy ngày chủ nhật gì là giờ này là vắng hả chị? Không có đông hả chị? Nói chung cả này sáng cũng vậy đó, vắng lắm. Dạ.
chắc là do bệnh dịch người ta đi cũng hơi vắng ấy chị. Rồi chúc chị sẽ đây tới chị sẽ bán hạt đắt luôn nha. Chị gái xinh đẹp ở chợ ốc eo. Mày làm gì tức hả? Dạ. Rất nhiều nè, rất nhiều hàng chén nè. Đó, rồi tạm biệt chị nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi, cô này bán vải hả cô? Trời ơi, một đống vải luôn nè, quá trời vải đẹp luôn nè. Đó, quá nhiều luôn. Rồi chút xíu nữa mình sẽ vào chỗ cá luôn để quay cho bà con xem nha. Đó, hai bên hai mấy cô chú bán hàng sáng khá là nhiều luôn nè, cái khu này bán hàng sáng nhiều quá. Lựa gạo luôn hả? Chị gái, cô, cá gì buôn bán được không cô? Ế quá, bán gì được. Trời ế quá hả? Không có ai đi hết đi. Dạ. Dạ, mấy con lại quay một xíu là có người mua gạo liền cô ơi. Dạ. Bây giờ đi đâu là có người mua tới đó đó. Ủa, em gái đó là lựa gì? Không có bán gạo, nhưng mà lựa gạo, cái hộp không có được ngon, lựa gạo. Mình lựa gạo ra hả? Trời, giống như chuyện tắm cám nha. Đổ đậu với gạo lựa. Dạ con đi quay phim quay cái mấy cái chợ mình đó cô. Dạ. Bán đồ gì không? Dạ không cô. Quay coi cho biết chợ mình có ấy không hả? Dạ. Có bán đắt không hả? Dạ. Để coi tình hình buôn bán của bà con mình đó con. Dạ dạ, cảm ơn bà Hai nha. Cảm ơn chị nha. Vô chưa thấy mai đi chợ đó. Dạ, giờ này vắng quá vắng rồi cô. Dạ. Ở đây là nhà lồng chợ ốc eo nè. Đó. Vắng luôn, giờ này vắng quá vắng. Giờ này vắng quá vắng luôn. Cô này bán rau nhút nè. Nó là vô tư, nó là vô tư. Ăn nước dễ 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 mà. Cá sặc rằn nữa hả? Gửi thôi chị. Cái này cá này tới 200 luôn. Dạ. Cá sặc rằn. Ở trên em biết còn nè. Dạ đưa lên YouTube. Dạ. Ôn cà phê nè. Lát là cô bán hết này luôn nha. Rồi cô. Dạ cho Tùng vlog cô. Quay đi đâu ạ? Quay đi đâu? Tiếng hả? Vậy sao quay lên được tiếng chắc cháu cũng bán nữa quá. Dạ. Dạ. Cô bán nhau bao lâu rồi luôn? Cô bán nhau bao nhiêu năm rồi? À, bán cô thịt heo hả? Em gái này bán gì? Em gái này bán gì? Bán trứng hả? Trời, em gái xinh đẹp bán trứng ở chợ ốc eo nha. Đó, quá trời nhiều trứng luôn nè. Bán trứng còn bán khoai lang nữa hả? Bán gì rồi, tiền để đâu chưa hết? Trời ghê hả? Vậy là sinh viên đại học hả? Điểm ở mấy đào à? Em học năm mấy rồi? Dạ, em cũng trường 12. Trường học lớp 12 hả? Vậy mà nghe cô kia nói là học đại học rồi, mấy năm rồi? Dạ, tụi trường mới 12. Mới 12 ha. Rồi, cảm ơn em gái nha. Con này bán ớt nè. Trời ơi, bán ớt nè. Một thau ớt luôn kìa. Chị này bán khô. Cô này bán cá lóc đồng. Đó, còn mấy con à, giờ bán đắt lắm rồi nè. Mấy con à. Chị hai chị này thì bán thịt heo.
Ôi, sáng giờ bán chắc hết rồi nè, thấy còn có mấy cục à, đắt lắm luôn nè. Đúng rồi đúng rồi. Hai chị gái dễ thương nè. Bán thịt heo mà nó khuyến mãi thêm chị phụ nữ thử rồi bán đắt. Chợ mình bữa nay vắng, giờ này thấy vắng ha mấy chị. Chợ cũng mẻ hết rồi đó mấy anh ơi. Buổi sáng thường thường là mấy giờ là đông ha chị? Cỡ khoảng 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi là đông hết rồi. Cái này dịch đó người ta cũng hạn chế đi chợ. Rồi. Chia giờ ra đi. Chia giờ á. Cũng như cách ly đó. Chợ này anh quay còn có người cái chiều anh đi là cũng nên em nằm đây à. Chứ cho nó nằm đừng có quay, nằm sống nó đừng quay. Vậy là chiều phải trở lại quay cái nữa nha. Quay là phải ngủ rồi đó. Rồi, cảm ơn hai chị gái nhiều nha. Trời ơi, có cá lóc lóc nè. Quá trời luôn nè. Trời ơi, có chơi lóc nè. Tôi lụm mà nghe. Biết có ai đâu mà tôi lụm mà. Trời ơi, biết cá có ai đâu tôi lụm mà nghe. À. Cá nó chạy quá chạy luôn rồi. Chút xíu nữa tôi lụm được con cá luôn rồi. Dạ. Dạ. Rồi này bán trái cây nè. Đó, trái cây nè. Quay ông mày cho ông lên Facebook coi nè. Dạ. Có tiền mua trái. Đó, để mình quay một vòng cho bà con xem nha. Trái cà phê uống đi, có giá thì trái rồi nè. Ủa. Má. Chưa nhìn không khí. Trái tiền trái phê ta chưa? Rồi bà hai bắn măng á bà hai. Măng này tại núi luôn à. Cái này rau dền. Rau dền hả? Còn cái này thì bình bát. Bình bát. Dạ. Còn cái này thì măng. Này là cô tự hái luôn hả? Dạ. Còn cái đó là gì cô, cây căng hả? Cái này căng. Dạ. Cảm ơn bà hai nhiều nha. Dạ. Thì này bán vịt. Quá trời. Cô này thì bán thịt heo, bán thịt vịt. Chị này bán chuối. Rồi, cô biết bán cái hổng quá rồi. Cho đi ăn cơm. Cái đây quay nhà làm chợ xíu cho bà con xem nha. Rau cải nè, rất là nhiều rau cải luôn. Ồ, chị gái này bán bông bí nè. Bông bí nè, xoài nữa nè, rất là nhiều luôn nè. Mấy cô đó bán dạ. Cô này bán cá chốt nè, quá trời ngon luôn nè. Trời ơi, cá chốt nè. Cái mạng này có tên gì? Cá rô nè. Dạ, con cao tùng bê lóc. Hả? Cao tùng bê lóc. Giờ này thấy vắng ha cô. Dạ. Cô cười hoài luôn nè. Cô không nói, cô cười hoài luôn. Dạ. Dạ. Chị này bán rau cải nè. Rau quá nghe hả? Có đèn có đường lên đầy
Mình đẹp mà, mình đẹp mà, mình lên hoài mới được chứ. Dạ. Rồi để mình qua đây mình quay cá. Cá chê nè. Ồ còn một thang cá chê nè. Cá lóc đồng hả cô? Lóc đồng. Dạ. Trời ơi ngon cái luôn nè. Cá chê trắng, cá lóc đồng. Trời ơi nhảy tên số luôn nè. Cái này cua hả cô? Cô hỏi hai ông nào quay không biết nữa. Chú này bán nha. Cá này quá trời luôn nè. Chú này bán mực quá trời luôn nè. Chú này bán hải sản nè. Sau này mình thấy có một cái cây cầu đi qua bên phía bên sông nè, rất đẹp luôn, ở cuối đường của chợ Ốc Eo nha. Cái góc đường này có một cái cô bán đồ nướng nè. Trời ơi, con này bán cá lóc đồng. Ồ, cá đồng quá trời luôn nè. Quá trời luôn nè. Chúc các em được nhiều like nha. Quá trời luôn nè. Quá trời luôn nè. Dạ, cao tông vlog. Dạ. Dạ. Quay hết luôn. Rồi, con này bán cá chốt hả? Trời ơi. Quá ngon luôn nè. Con rất là vui nữa nè. Bữa đó có lên rồi. Dạ, bữa nay lên nữa. Quay cho mình lên cho má nha. Lên cho mẹ nha. Mẹ con thấy mẹ. Con này bán rau nè. Tại con ngoài góc này quá nhỏ cái tao bỏ qua luôn. Nhỏ cái này con không bỏ qua con quay luôn. Dạ, nãy con quay rồi. Quay rồi. Mình bán bằng biển quá luôn. Thả ngon lắm. Rồi mình sẽ tiếp tục đi đến phía ngoài này nha, để quay cho bọn xem nha. Nãy mình chưa có đi đường bên đây nè, còn mình sẽ đi vào đường bên đây để quay toàn cảnh cái chợ Ốc Eo cho bà con xem luôn. Những bạn nào chưa ăn đăng ký kênh ủng hộ cho Cao Tông Vlog thì nhớ ăn đăng ký kênh ủng hộ cho mình coi nha. Đó, chị này bán quần áo nè, bán hết rồi nè. Trời ơi bán đắt quá đắt luôn rồi. Giờ này là 25-70 chú ơi, 70 luôn. Cô này bán bách khóa nè, cô này bán khóm. Hơi trưa thì cũng khá là vắng luôn rồi. Cô bán giờ này muốn hết hàng hóa rồi. Cô này thì bán trứng nè. Cô bán trứng á cô. Trời ơi. Cái này ngồi rảnh mà bấm điện thoại luôn là biết rồi đó. Đây thì cô bán rau nè. Rau cải nè. Chú xách chồng đi. Ở nãy giờ không gặp cái hao ếch đồng này. Trời ơi quá trời ngon luôn nè. Trời ơi. Chị này bán ếch đồng. Nguyên một sâu ếch đồng luôn nè. Giờ dở lên nhìn cái rồi chị cái. Giờ cái sâu lên nhìn cái. Trời ơi nhìn quá trời đã luôn rồi. Rồi cảm ơn chị gái nhiều nha.
Rồi mình sẽ tiếp tục men theo con đường phía bên tay phải mình và sẽ đi ra chợ nha. Giờ này thì khá là vắng rồi. Cô này bán rau cải. Khá là nhiều rau cải luôn. Và hai bán nấm. Bà hai bán nấm đó bà hai. Bán nấm. Mua không chút? Dạ. Giờ này còn ai nữa không quay? Mình quay chợ chưa con? Dạ. Khu này bán bánh khá là nhiều luôn. Ồ, nạo dừa hả? Quay nạo dừa cho bà con xem nha. Căng cảnh nạo dừa luôn đó. Trời ơi. Còn mình nạo với trái dừa gì là khoảng bao nhiêu phút ha anh gái? 5 phút hả? Trời ơi. Dễ gì mà thấy mặt được à. Đứng đây hoài luôn á, chừng nào mà thấy mặt đừng mới đi đó. Vừa như là mình bán là một cái gì là bao nhiêu thế em gái? Tùy anh. Rồi chạy luôn rồi, nào vừa chạy đi bên kia luôn rồi. Bán trứng nè. Tôi này bán quần áo. Hai bên đường này thì bán quần áo khá là nhiều luôn. Đó. Bán mỹ phẩm nè. Khá vắng luôn. Quay đây coi. Trời chưa vắng quá vắng rồi. Hello chị gái. Hello con. Trời ơi chảy đầu hả? Cái này bán được không hả chị? Lê gai em. À, lê gai hả? Hồi ngày là giờ này đông không hả chị? Không, buổi sáng. À, buổi sáng đông ha. Giờ giữa trưa này là vắng ha. Dạ, rồi cảm ơn chị. Ờ, bán trái cây hả? Trời ơi có gì đâu kỳ. Bán được không? Sáng giờ bán được không mấy cưng? Dạ, ổn mà. Nhắc này cười tươi là biết rồi đó. Thôi không có quay gì thôi đi à. Hello. À, cuối cùng thì Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video ở đây. Bạn nào chưa ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Cao Tùng Vlog thì nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha cả nhà. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Nhớ đón xem những video tiếp theo của mình.